À, xin chào các bạn ha thì à, cái nội dung ngày hôm nay á mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái thủ thuật à, giúp cho các bạn có thể chèn những cái nhạc nền vào trong một cái video à, nhưng đặc biệt á là cái video này á chúng ta đã upload lên youtube rồi thông thường thì à, các bạn sẽ nghĩ rằng á khi mà chúng ta up video lên youtube thì chúng ta không thể nào mà thêm được một cái nhạc nền vào thế thì à, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ha thì các bạn có thể chủ động. À, nếu mà chúng ta thấy cái video chúng ta nói mà nó không có nhạc nền nó không hay á thì chúng ta có thể chủ động à chúng ta thêm một cái nhạc nền. À, nó phát nhẹ nhẹ bên dưới ha. Thì à, sẽ khiến cho người xem người ta đỡ chán hơn. Thì à, mình sẽ lấy một cái video ha trên cái kênh kiến thức V 2 à, mình làm demo luôn. Bây giờ mình sẽ lấy cái đô là demo 1 nè. Bây giờ mình sẽ mở cho bạn nghe trước nha. À, xin chào các bạn ha thì à, tiếp tục cái chuỗi hướng dẫn sử dụng cái phần mềm phimora thì các bạn thấy đó cái video này đang phát là không có nhạc nền nha bây giờ mình sẽ làm cách nào để mình thêm cái nhạc nền vào trong đây mình sẽ quay trở lại cái trang quản lý video ha các bạn sẽ vào cái mục là chi tiết cho này sau đó các bạn nhìn bên tay trái nó sẽ có một cái mục là trình chỉnh sửa ha chúng ta bấm vào bây giờ nếu mà chúng ta muốn chỉnh sửa cái bằng âm thanh đó, thì các bạn bấm vào cái uh, mũi tên mở rộng nè trước có cái biểu tượng âm thanh ha tức là cái nốt nhạc chúng ta bấm vào sau đó các bạn bấm vào cái chữ âm thanh để nó mở ra một cái thẻ mới thì thẻ này sẽ cho phép chúng ta chỉnh sửa âm thanh à xin chào các bạn ha thì tiếp tục cái chuỗi hướng dẫn sử dụng cái phần mềm Filmora. Thì đây là cái nội dung âm thanh gốc ha. Bây giờ các bạn nhìn xuống bên dưới nè. Các bạn sẽ thấy có cái mục là thêm hoặc thay thế âm thanh. Ở đây chúng ta sẽ chọn một cái bản nhạc. À, ví dụ như là im dịu đi. Ví dụ như bài này đi ha. Chúng ta sẽ bấm vào cái mục là thêm vào video. À, tuy nhiên lúc này á, thì các bạn thấy là nó chỉ nghe được tiếng nhạc thôi, mà chúng ta không được nghe cái tiếng nói trong cái video nữa. Thì ở đây á, các bạn sẽ chú ý với mình phía bên tay phải, nó sẽ có một cái mục là độ bão hòa âm thanh. Và ở đây nó sẽ có một cái phần là ưu tiên âm thanh gốc và ưu tiên nhạc. Ha, thì các bạn thấy nó đang nằm ở cái hướng là ưu tiên nhạc ha, cho nên chúng ta chỉ nghe nhạc thôi. Bây giờ mình sẽ cho nó lùi lại một xíu nè ví dụ như tới chỗ này đi. À xin chào các bạn ha. Thì à, tiếp tục cái chuỗi hướng dẫn sử dụng cái phần mềm Filmora thì trong cái video ngày hôm nay thì à, lúc này các bạn thấy đó nó đã hòa trộn cái phần âm thanh gốc và cái phần nhạc chúng ta vừa chèn. À, dĩ nhiên các bạn muốn cái phần âm thanh gốc mà nó lớn lên á thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái phần này ha ngược gì đây. À xin chào các bạn ha. Thì à, tiếp tục cái chuỗi hướng dẫn sử dụng thì càng kéo về bên trái thì cái âm thanh gốc nó càng lớn và cái phần nhạc này nó sẽ nhỏ lại à, còn nếu mà chúng ta cứ kéo ngược hết về bên đây thì tức là chúng ta ưu tiên nhạc chứ không phải là âm thanh gốc còn các bạn kéo thẳng về bên đây luôn thì lúc này nhạc nó sẽ rất là nhỏ ha và âm thanh gốc thì nó sẽ là chủ đạo thì các bạn phải lưu ý chỗ này à, giả sử như mình đặt giữa 50-50 đi À, xin chào các bạn ha thì à, tiếp tục cái chuỗi hướng dẫn sử dụng cái phần mềm Filmora thì à, các bạn thấy sau khi mà chúng ta điều chỉnh cái độ bảo hòa âm thanh thì nó đã có thêm được cái nhạc nền à, rất là ok sau đó thì chúng ta có thể bấm vào cái nút lưu chỗ này nó hỏi là có chắc chắn lưu hay không đó thì chúng ta cứ bấm lưu ha và nó cũng cảnh báo là cái thời gian xử lý này á sẽ tốn vài phút nha à, Nhưng mà các bạn hiểu thế này nè Nếu mà video chúng ta nó dài á Thì cái thời gian xử lý cái phần hòa trộn nhạc vô á, Nó sẽ lâu Còn nếu như video này ngắn Thì nó sẽ tốn một vài phút thôi Rất nhanh Thì cái video mình đang làm demo nó chỉ có mười mấy giây thôi ha Cho nên làm rất là lẹ Bây giờ mình sẽ bấm vào nút lưu nè sau đó thì các bạn thấy nó sẽ chuyển trở lại cái trang lúc nãy. Và lúc này chúng ta sẽ đợi khoảng vài phút thôi. À, các bạn có thể xem luôn cái tiến trình ha, để khi nào nó xong thì nó sẽ thể hiện cho chúng ta biết luôn. Các bạn bấm vào cái mục chi tiết để quay trở lại. Sau đó các bạn bấm vào cái phần trình chỉnh sửa này. Thì các bạn thấy nó ghi là video đang được xử lý. À, hãy kiểm tra lại sau. Thì chúng ta cứ việc để cái màn hình này thôi ha. À, các bạn chờ khoảng vài phút thì cái này nó sẽ biến mất và lúc đó nó đã hoàn tất cái việc lưu rồi thì các bạn thấy đó sau khi xử lý xong thì nó sẽ trở lại cái màn hình này cho chúng ta thì các bạn có thể tắt cái này đi ha chúng ta lại quay trở lại cái màn hình quản lý video bây giờ mình sẽ mở thử cái này để các bạn nghe cái video sau khi mà được thay đổi nó sẽ như thế nào à, xin chào các bạn ha thì tiếp tục cái chuỗi hướng dẫn sử dụng cái phần mềm Filmora thì trong cái video ngày hôm nay đó mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tạo Thì các bạn thấy nha à, Bên dưới cái video nó sẽ có một cái phần nhạc nền nó phát nhẹ nhẹ bên dưới ha à, Rất là ok Thì Đây là cái cách mà mình muốn hướng dẫn các bạn để các bạn có thể chủ động các bạn thêm vào những cái video mà trước đây các bạn làm á Mà nó không có nhạc Và bây giờ chúng ta có thể chèn thêm vào thì đó là một cái chia sẻ nhỏ của mình ha để giúp các bạn có thể làm những cái video trên youtube hiệu quả hơn à cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này ha các bạn nhớ subscribe kênh ủng hộ mình sau đó thì các bạn có thể để lại những cái bình luận những cái câu hỏi bên dưới video mình sẽ cố gắng trả lời sớm những câu hỏi của các bạn ha cảm ơn các bạn rất nhiều